Đây là những món phụ kiện chắc chắn mấy bà sẽ cần. Nói gì thì nói, phải có một em joker trong hộp phụ kiện của mấy bà nha. Em này chắc chắn sẽ làm cho bộ đồ đi thiệt của mấy bà trở nên sang trọng và nổi bật hơn hẳn luôn đó. Nhìn trong clip đã thấy u mê rồi, mà khi đeo lên cổ là tao nói chỉ có nhức cái nách. Tiếp theo, tôi thấy dạo này mấy bạn hay đeo dây chuyền ngọc trai size nhỏ này nè mọi người. Cảm giác có phụ kiện một cái là outfit được hài hòa và có gu hơn hẳn luôn á. Còn hai cái em nhẫn này tôi thấy trong ảnh mẫu đeo đẹp xỉu, mà sao tới lúc tôi đeo thì nhìn cứ giả chân sâu đâu á mấy bà. Tiếp tục sẽ là hai mẫu kẹp tóc càng cua size to và size vừa. Tôi nghĩ bây giờ bà nào mà không có mấy cái kẹp này phải không nè. Nhưng mà hai mẫu này kẹp lên chụp ảnh đằng sau xịn lắm nha mấy bà. Tôi có chụp mẫu caro này rồi, mọi người xem ảnh nè. Tao nói lúc tôi đăng lên bà nào cũng hỏi hết trơn á. Còn đây là em rách tay mà dạo này tôi hay đeo ra đường nè mọi người. Kiểu mình mặc mấy bộ đồ ngày thường có em này cũng thấy lạ mắt hơn á. Và cuối cùng cũng là một em rách tay. Tôi thấy hình mẫu đeo nhìn xinh cái tự nhiên mút mang về luôn, chứ là chưa có dịp nào để đeo em nó hết trơn á. Bà nào da trắng và tay thanh mảnh thì đeo em này bao xinh. Mấy bà thích mẫu nào thì comment cho tôi biết với nha. Những cách tặng quà cho chị gái. Một người tặng nhưng mà hai người vui. Top 1 là tặng kính râm nha mấy bà. Chị mình vừa xài được mà mình cũng có thể xài ké được luôn. Chứ tặng mấy món như quần áo là xác định tôi không có mặc vừa đồ của bà chị tôi rồi đó. Nói chứ mẹ chuẩn bị đi Thái Lan chơi, rồi nhờ tôi lựa cho hai kính râm để chụp hình chụp ơ cho đẹp đẹp rồi mẹ mua quà về cho. Nhưng mà thôi, tôi nói tôi tặng mẹ luôn, để mai mốt còn có cớ xu luôn mấy bà. Ta nói đồ của chị cũng là đồ của em thôi. Ê mà công nhận hai mẫu kính này xinh ha mọi người. Mẫu thứ hai thì chắc chắn mấy bà đã quá quen rồi, nhưng mà cái mẫu đầu tôi chưa thấy ai lên clip hết trơn á. Mà nhìn kiểu lạ lạ nhưng mà đeo vô không có kén mặt. Được nha Duyệt. Vậy đi, ráng đi chơi bên Thái mấy ngày rồi về với chị nha hai em. Rồi mấy bà thích nhất mẫu nào trong hai mẫu này vậy? Tôi nghe nói cái nhẫn này có thể kích hoạt tình duyên nè mấy bà. Ban đầu tôi nghe cũng hơi ảo, nhưng mà có hơn 600 lượt mua. Rồi kiểu tâm linh tương thông, vũ trụ gửi tín hiệu hay sao, tôi cũng lướt gặp clip này của bà Diệu nữa. Với lại tôi cũng thấy mọi người đánh giá tích cực về em nhẫn này rất là nhiều luôn, nên là hôm nay múc về thử nè. Đa số những đánh giá của các bạn là về tình duyên, tiền bạc và sự nghiệp đều được suôn sẻ may mắn khi mà sử dụng em nhẫn này. Còn tôi là về chứng mất ngủ, khó ngủ nha. Cỡ vài tháng gần đây đêm nào tôi cũng khó vô giấc ngủ lắm á mấy bà. Nằm chừng 15-20 phút mới ngủ được, hoặc là nhiều khi thức tới 3-4 giờ sáng luôn. Rồi mơ cũng gặp này gặp kia nữa, nên là tôi mới quyết định đem em này về để dưới gối như hướng dẫn xem có hiệu quả như lời đồn hay không nha. Nghe nói là tới tháng trăng non thì mình đem ra phơi nắng để hút năng lượng, mà phải công nhận cái nhẫn này ra nắng nó đẹp xỉu mấy bà ơi. Rồi ha, ta nói từ hôm tôi sử dụng em nhẫn này cũng hơn một tuần, tôi để ý là có may mắn trong công việc nha mấy bà. Cái tuần vừa rồi nhờ clip mắt kính lên xu hướng một cái là đơn đi liên tù tì. Còn về giấc ngủ thì dạo này ông bồ tôi cũng đòi massage để tôi dễ ngủ hơn, chứ bình thường ổng ngủ trước tôi không à. Tôi đố mọi người trong đây là cái gì, nếu mấy bà thành tâm muốn biết thì tôi sẽ sẵn lòng trả lời. Ừ thì là cái đồng hồ mới mua á mọi người. Khoe xíu. Nói chứ khoe xíu thôi, chứ tôi khoe nhiều sợ mấy bà mê nữa, tốn tiền mấy bà. Chứ hết cái clip này là tôi không có nhớ, không có biết gì trơn trọi nha. Đáng lẽ là tôi không có múc cái này đâu, tại cái đồng hồ lúc trước của tôi là dây dạng bóp gài mà nó bị lỏng hay sao, đeo một hồi là rớt ra. Có mấy lần đang đi trên đường rớt ngang xương, tao nói tự nhiên thấy quê quê, nên thôi bye bye em nó từ đây. Bây giờ cái tôi ám ảnh vụ đang mang cái bị rớt, nên là tôi chọn kiểu đồng hồ có dây da gài và cho chắc. Mà có một cái em này tôi ân từ mẫu mã, màu sắc cho tới chất lượng, nhưng mà cái dây da hơi bị hôi nha mọi người. Bữa cầm lên đang đeo với tự dưng thấy hôi ngang, tôi cũng không biết sao luôn. Đâu bà nào có kinh nghiệm chỉ tôi cách làm cho dây da hết hôi đi. Tôi đã tìm được truyền nhân của em với da rắn cháy hơn 1.000 đơn rồi nè mọi người. Ta-da, em nói đây nha. Nhìn bên ngoài thì chắc có lẽ tôi thích mẫu da rắn hơn á mấy bà. Nhưng mà nói tới chức năng thì tôi sẽ chấm em này nhỉnh hơn em da rắn. Vì thứ nhất là ngăn riêng bên ngoài cùng có chia từng ngăn nhỏ, mọi người có thể đựng các loại giấy tờ từng một khác nhau đỡ bị nhầm lẫn. Thứ hai là bên trong cũng khá nhiều ngăn đựng thẻ, có kèm thêm ngăn đựng ảnh cho bà nào thích để hình người yêu hay hình gia đình, lâu lâu mở ra có thể ngắm cho đỡ nhớ nè. Còn một điểm cộng cuối cùng là tôi thấy em này có tới 6 màu lận, mấy bà dễ lựa chọn theo sở thích, hoặc có thể tặng quà cho người thân bạn bè theo gu màu của người đó cũng ok la nữa. Còn mấy bà thấy sao, em nó có xứng đáng là truyền nhân của em da rắn không vậy? Tôi thì thấy em da rắn nhiều khi tôi để giấy tờ lum la lộn xộn tìm cũng khó khăn, còn em này có chia ngăn riêng quá là tiện luôn. Hello, mình thấy mọi người lo sắm sửa quần áo mặc Tết không hà, có nên mình là chưa sắm đồ Tết nữa mà đã tậu quá trời áo mới cho giấy yêu luôn rồi nè. Mà điều đặc biệt là mấy mẫu này đang hot năm nay luôn á, và mình cũng thích mấy họa tiết caro này nữa nên là mút hơi bị nhiều luôn. Cũng may là tìm được shop này ở trong nước cũng có cập nhật những mẫu mới này nữa nên là mình nhận hàng cũng nhanh, chứ bây giờ mà mút hàng ở nước ngoài là qua tới Congo không biết có chưa nữa á mọi người. Mà công nhận là mẫu nào cũng xinh hết luôn á, nãy giờ chưa thấy bị lỗi hay là chất lượng dởm gì luôn nha. À mà có cái mẫu hoa này là mình thích nhất vì hai bên cạnh nó có chi tiết trái tim nhìn cute xỉu luôn. Tết này mỗi mồm là một cái ốp lưng mang đi ra đi vô trong nhà thôi cũng thấy mới mẻ rồi á mọi người. Mọi người thấy mẫu nào đẹp nhất comment cho mình biết với nha. Đây là thương hiệu hình xăm, bữa giờ mình thấy mấy bạn rần rần vì độ lên màu y chang xăm thiệt á, nên là mình cũng ham hố tậu vài hình về xăm thử coi sao nè mọi người. Nhìn cái bao bì là thấy chất chơi rồi á mọi người, mà công nhận shop này trang bị đầy đủ cho khách ghê á. Có bông tổng cồn sẵn luôn, với lại khăn ướt và có hướng dẫn chi tiết các bước luôn nè. Mình lựa ba hình xăm là ba chủ đề khác nhau luôn nha. Shop còn tặng thêm thẻ cào bôi trời nè mọi người, mình cào được 10.000 bôi trời luôn nè he he. Đầu tiên mọi người cần lau sạch vùng da mình muốn xăm lên bằng bông tổng cồn này nha. Sau đó để cho khô rồi mới ịn hình xăm lên và lấy khăn ướt giữ từ 3 đến 60 giây nha mọi người. Cảnh này là mình đang cosplay chị đẹp của Ben Hao nè mọi người. Trời ơi, lựa con bướm chỉ để cosplay chị ấy thôi á. Khi
mình lột ra thì màu hình xăm chưa lên chuẩn đâu nha mọi người, phải đợi 24 giờ sau màu mới lên chuẩn ấy. Và tada, mình chỉ cần đợi 13 tiếng thôi là lên chuẩn lắm rồi á mọi người. Trời ơi, màu mực y chang mới đi tiệm xăm luôn á mọi người ơi, chứ không phải như mấy hình xăm tạm thời lúc trước mình xài đâu nha. Hình xăm có thể giữ được tới 15 ngày, mọi người phải thử nha, vui lắm á. Mọi người ơi, mọi người phải xem hết video này nha, nếu muốn lúc nào cũng tỏa hương thơm trên người nè, vì mình mới tìm được một mùi tinh dầu nước hoa thơm cực kỳ luôn á mọi người. Shop này mình biết tới là nhờ lướt Instagram, nhưng shop vẫn có bán trên Shopee nha mọi người. Và mình mua ngay đợt flash sale luôn nên là giá bình thường đã hợp túi tiền rồi, mà bây giờ mình săn sale giá còn hời hơn nữa nè. Mình đặt thì chỉ có một chai thôi, nhưng mà shop đóng gói bao bì và thư cảm ơn các kiểu, nhìn chuyên nghiệp và xinh lắm luôn á mọi người. Không biết có bạn nào đã xài nước hoa dạng tinh dầu như thế này chưa, chứ mình một năm trở lại đây đã đổi qua dạng tinh dầu này thay vì các dạng nước hoa điều chế khác rồi ấy. Mọi người xem nha, khi mình xịt ra thì nó hơi cô đặc như vậy nè, và để tầm 10 giây sau nó vẫn còn bám trên bề mặt da, vì vậy nó sẽ giúp lưu giữ hương thơm rất là lâu luôn á mọi người. Chai này mình xài được 3 ngày rồi và độ lưu hương lên tới 8 tiếng hơn luôn nha mọi người. Mình tắm rồi nhiều khi vẫn nghe mùi thơm thoang thoảng xung quanh luôn á. Mùi thơm mình chọn nó kiểu hơi ngọt ngào và hơi gợi cảm á mọi người. Trời ơi, mình mê cái mùi này lâu rồi nhưng giờ mới gặp đúng em này, quá ưng thiệt sự luôn á. Mình có nghe nhiều người nói là không nên xịt lên người rồi lấy tay chà chà như vậy nha mọi người. Và sau đây là cách mình hay sử dụng nước hoa để lưu hương được lâu nhất nè mọi người. Mọi người nên sống một em đi, mình tin ai cũng sẽ mê mệt khi ngửi được cái mùi em này luôn á. Mình có để sản phẩm ở trên bio, các bạn bấm vào link tô đậm và bấm tiếp tục rồi tìm sản phẩm nha. Còn bạn nào đã xài rồi thì comment bên dưới cho mình biết với nha. Hôm nay tôi sẽ quyết định múc thử chiếc túi gần 2.000 lượt bán xem sao. Tôi có em nói rồi nha mọi người ơi. Mở hộp, nói chứ cái brand túi này tôi đã từng múc chiếc ví mini màu trắng rồi đăng lên đây được mấy bà hưởng ứng quá trời quá đất luôn. Mấy bà còn nhớ hay đã quên, mà phải công nhận gu của tôi rất hợp với brand này luôn. Nhìn cái nào cũng muốn đem về hết. Mặc dù trong tủ bây giờ tùm lum tà la túi ví các kiểu nhưng vẫn muốn múc thêm. Riết rồi tôi cũng không hiểu tôi luôn mấy bà. Nói tới em túi sách này thì đợt tôi thấy tấm hình trên IG là tôi tìm inter ẻm liền mọi người. Tại tôi mà thích cái gì rồi là phải tìm cho bằng được, nhưng cũng tùy nha. Tìm được mà giá cả ok la tôi mới múc, còn vượt túi xiềng quá thì tôi chỉ lưu về lâu lâu đem ra ngắm thôi à. Mẫu này đeo lên nhìn đơn giản nhưng mà có cái gì đó trông gọn gàng lịch sự, với lại nhìn mình trưởng thành hơn. Mọi người, tôi không biết diễn tả sao nữa, nhưng mà cho 100 điểm, trời ơi, đeo lên đẹp xỉu. Cái này mới ăn điểm hay mấy bà. Nhìn cái quả gói hàng là tôi thấy uy tín rồi đó. Má ơi, 1.000 lớp chống sốc, mở ra muốn lên tân xong luôn. Rồi em túi này có hợp gu mấy bà không vậy?